Còn thành lập câu lạc bộ bóng đá Quận 5 FC Vĩnh Long về việc đề nghị công nhận câu lạc bộ bóng đá Quận 5 FC Vĩnh Long. Theo đề nghị của ban hội đồng liên hiệp thanh niên thành phố, ủy ban hội đồng liên hiệp thanh niên thành phố Tam Kỳ quyết định điều hòa công nhận câu lạc bộ bóng đá Quận 5 FC Vĩnh Long và ban điều hành câu lạc bộ trực thuộc hội liên hiệp thanh niên thành phố Tam Kỳ gồm 16 thành viên có danh sách kèm theo. Trong đó ban điều hành câu lạc bộ gồm một ông Hoàng Ngô Hải là chủ nhiệm, hai anh Lê Hồng Dương phó chủ nhiệm, ba anh Phan Thế Bình phó chủ nhiệm, bốn anh Lê Quang Lương phó chủ nhiệm, năm anh Phan Hoàng Anh lại dương được. Điều hai, câu lạc bộ bóng đá Quận 5 FC Vĩnh Long tổ chức và họp bàn theo điều lệ câu lạc bộ đã được thống nhất phê duyệt dưới sự lãnh đạo của thường trực hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Tam Kỳ và ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Điều ba, thường trực hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố, ban chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá Quận 5 FC Vĩnh Long và các thành viên có tay nghề một căn cứ để tiến hành quyết định các hiệp định trên đây ngày ký. Thay mặt ủy ban hội chủ tịch Lê Văn Chính đã ký.